Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì bên mình có lên sóng cho anh em một siêu phẩm, đó chính là chiếc cưa Estin MS381. Nhưng mà chiếc này là hàng cũ đã qua sử dụng, tình trạng của nó thì tất cả các thứ còn ok nhá. Xin mời anh em đến gần hơn để anh em có thể thấy rõ hơn. Nếu mà xét về mà anh em bảo là đẹp xuất sắc thì không, con này nói chung là nó sẽ đều, tất cả các thứ ở con này nó còn zin gần như là hết luôn. Chỉ có thay cái xích này là xích hu này, xích này thì khách cũng vừa mới thay xong. Anh em nhìn thấy này, lam này vẫn là lam Estin nhá, thay xích lớn rồi, cái xích này vẫn còn rất là mới, còn dài còn đầy này. Xích khách vừa thay xong, xích này xích Oregon chân 73 nhá. Đây này, chân 73 nó chính là Husqvarna 42. Nếu anh em nào làm sâu thì anh em sẽ hiểu là xích Oregon 73 chính là Husqvarna 42. Em này là Estin MS381, sản xuất năm 2011 nhá. Đấy, đây, nó ghi luôn này, 2011 nhá. Con này thì có một cái điểm mà anh em để ý giúp mình là cái phần tay nắm bình xăng này nó đã bị nứt rồi này. Đấy. Trời ơi, cứu tôi. Con này thì hơi bị dạng, thế thôi. Với cả cái núm này là mình đã thay mình móc rồi. Còn tất cả các thứ còn ok hết luôn nhá. Đây, nó bị một chút về cái bình xăng, cái tay cầm này. Ở chỗ này này, anh em ơi. Nói rất rõ cái tình trạng nhá, để các bạn mua thì các bạn biết nó như thế nào. Không lại bảo bên mình không rõ. Nói chung là Điện Máy Bình Sơn chúng tôi khi mà bán hàng luôn luôn nói rõ tình trạng của máy để làm sao, để tránh cái việc về lâu về sau đi cãi nhau rất là mất thời gian. Đấy, bán xong cho khách hàng thống nhất, rõ càng rõ quan điểm càng tốt, càng cái tình trạng như nào mình càng mô tả chân thật nhất để cho khách nắm được tình trạng như thế nào, để đỡ bị kỳ vọng nhiều quá đến lúc nhận hàng nó không được như thế là tự nhiên bên mình mang tiếng. Đây cái lam của nó đây, lam này lam 80 nhá. Con này bô nó vẫn là bô zin này. Này, lốc này, zin này. Rồi nổ cho anh em nghe thử đánh giá tiếng máy nhá. Nặng thật đấy. Estin 381. Giá của nó mình công khai luôn 6,5 triệu. Anh em nào kết thì liên hệ nhá, 6,5 triệu. Anh em nghe từ máy này. Lam dài quá. Nó hơi dão. Tập số đi. Con này lam hơi dài, nặng. Rồi, quay kỹ cho anh em nhá. Con này thì giá là 6,5 triệu. Đấy, anh em nào mua hàng thì có thể liên hệ ngay với Điện Máy Bình Sơn nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn lại quý vị các bạn ở những video lần sau.